kính chào anh em. Test cái bộ già là Onkyo FRT1. Đấy, tình trạng cụ thể tình trạng của bộ già là chơi điện thoại máy tính TV qua cổng 3.5. Đấy, qua cái vị trí cắm jack là nó ghi là HDD các bác nhá. Vì sau sẽ là tab, lát em sẽ chỉ cho các bác cách cắm. Em sẽ test đĩa MD cho các bác nhá. MD con này chơi ok này. CD con này thì mắc kén đĩa rồi. Đấy, MD chơi ok. Rồi. Anh em bỏ đĩa MD ra ở đây. Đấy. Còn CD con này kén đĩa nha. Còn anh em chuyển lại chế độ điện thoại máy tính, anh ấn treo một cái nút ở trên đây, ở trên bàn máy này nó có cái nút ghi là HDD này nhá. Ấn ở đây. Đấy, ấn tiếp, ấn một lần nó ra đài này. Ấn tiếp, đấy, ra HDD là chúng ta chơi điện thoại nhá. Chơi điện thoại nhá. Đấy. Còn cái cổng cắm HDD của chúng ta thì ở phía sau các bác nhìn nhá, nó có hai cổng. Thì nó anh em cắm ở bên nó ghi là cổng táp cho em đây. Táp cho em nhá. Đấy. Còn HD này bên này chắc khả năng là xuất âm thanh ra thôi. Đấy, cắm đúng cái cổng gần cái cổng súp súp bên này. Đấy. Cắm bên này cho em nhé. Còn đấu dây loa anh em đấu đúng màu cho em, đỏ và đỏ, đen và đen em là được nhá. Đấy. Một chút xíu về thông số của cục dàn. Cục này của nó là điện 100V, Made in Malaysia, công suất là 24W. Con này tiêu thụ điện cực kỳ ít luôn, con này rất là tiết kiệm điện. Thiết kế loa hình kiểu dạng bầu dục. Đấy. Đúng bát kiểu cái dạng cái đốc lịch nhìn rất là đẹp. Nhưng mà bộ này thì nó luôn là nó bị chảy xước nhiều. Đấy. Nó bị chảy xước nhiều. Cho nên giảm giá bộ này rất là sâu để cho anh em chơi nhé. Chất âm của cái dòng này thì rất là hay. Onkyo, tuy nhiên giá của nó thì chỉ như một bộ cỏ thôi. Đấy. Nhưng chất âm của nó thì bao hay bao đỉnh luôn. Đặc biệt là nghe nhạc trữ tình rất là ok luôn. Anh em làm loa vi tính cũng rất là ok. Làm loa TV chơi qua cổng 3.5 cũng được. Đấy. Hoặc anh em chơi mới đây còn đây là CD của nó. CD của con này dạng đĩa nuốt nhá. Tuy nhiên con này mắt đọc của nó kén rồi. Thôi em không test cái CD nữa. Đó, còn volume nó anh em ấn tăng giảm ở đây nhá. Đây, có nút volume để tăng giảm lên xuống này nhá. Và mức giá em để các bác với bộ này cũng thực sự là hấp dẫn và bất ngờ luôn. Em bán bộ này giá 1 triệu đồng anh em nhá. Đấy, giá chưa kèm phụ kiện. Đấy, 1 triệu đồng thôi cho anh em mua nhanh, không chưa kèm phụ kiện. Còn các bác có phụ kiện rồi thì thôi, còn anh em chưa có anh em có thể mua gửi đến bên em cho tiện cũng được. Hoặc các bác mua ở đâu tùy các bác nhá. Phụ kiện đi kèm dàn thì nó sẽ gồm hai cái chính, nó là cái dây AUX và cái đổi nguồn. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Anh em có rồi thôi. Thế còn giá nó bán là chưa kèm phụ kiện. Anh em thiện chí chuyển khoản đủ em miễn phí ship cho anh em luôn. Còn với các bác mà mới đến với trung kiện audio mà chưa biết thì có thể chuyển cọc. Chuyển cọc thì chuyển cọc trước là 300 để em gửi hàng. Chuyển cọc thì nói luôn em sẽ không miễn phí ship. Đấy. Còn chuyển đủ em miễn phí ship cho các bác luôn. Tổng giá 1 triệu đồng thôi, chưa kèm phụ kiện. Bác nào chốt cái sản phẩm này thì nhắn tin về Zalo là 0975 575 262. Rồi xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.